Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay thì Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị về cây mất mật giống. Thì cây này đang được trồng trong chậu C6 và chiều cao của cây là khoảng 50 cm đó quý cô chú anh chị. Từ mặt đất lên thì khoảng 50 cm. Thì cây rất là dễ trồng, rất là dễ chăm sóc. Thì cây mất mật này thì quý cô chú anh chị là mình làm gia vị trong các món nướng đó quý cô chú anh chị. Thì rất là thơm nha, thơm cái mùi đặc trưng. Thơm. Dạ cái lá nó rất là thơm. Thơm thơm khi mình ăn vô thì nó có vị đắng nhẹn xíu, và trong các món nướng thì rất là thơm. Những cái gì mà nó thiên nhiên mình tự trồng được có thì ăn ra rất là ngon, phải không quý cô chú anh chị? Nếu mà quý cô chú anh chị có yêu thích cái cây mắc mật thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân. Đây là cái cây ương hẹ có quý cô chú anh chị, do đó là cây nó thẳng, nó mọc cốt như thế này. Nếu mà quý cô chú anh chị muốn trẻ nhánh thì mình sẽ mạnh dạn mình bấm cái đọt như thế này, thì khi mà mình bấm đọt thì cây nó sẽ ra thêm nhiều nhánh mới, thì cây của mình nó sẽ đẹp và sẽ xum xê như quý cô chú anh chị. Thì cuối video Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe, có thật là nhiều thành công ở trong cuộc sống nhé.